Từ trong đám đông, có một phụ nữ can đảm tiến đến trước mặt Chúa Giêsu. Bà dùng khăn lau những vết máu và bụi bẩn trên khuôn mặt của Chúa. Vết thương bị chạm tới càng đau đớn hơn. Nhưng Chúa Giêsu vẫn để cho bà lau, vì Người tôn trọng nghĩa cử yêu thương của bà. Chúa biết rằng vì yêu Chúa bà mới làm điều đó. Lạy Chúa, có rất nhiều cách để những người thân trong gia đình quan tâm đến nhau, chăm sóc và tỏ tình thương cho nhau. Nhưng đôi khi, thì chính những nghĩa cử ấy lại là... Chẳng thứ 9, Chúa Giêsu gục ngã lần thứ 3. Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin sàng anh như sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh, để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh. Trước khi bị nộp, Chúa Giêsu báo cho Phêrô biết ông sẽ chối Chúa 3 lần. Chúa biết điều đó, nhưng không dùng quyền năng để ngăn cản ông. Ngài chỉ cầu nguyện ông không mất niềm. Ngài để ông ngã trong sự tự phụ của mình, để sau khi trỗi dậy, ông biết cảm thông và nâng đỡ những ai yếu tin và hay ngã lòng. Chúa Giêsu không chỉ cầu nguyện cho Phêrô mà thôi, nhưng Ngài còn cầu nguyện cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người là chúng ta, và Người đã hiến thân vì chúng ta. Cái ngã lần thứ 3 này là vì Phêrô, vì các môn đệ và cũng vì chúng ta, để chúng ta được vững vàng trong đức tin và mến. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Con xin lời khen Cha. Cha ban hình mẹ. Hỡi con, Cha thật. Xin nhờ thời lớn con. Tới nghe chẳng nói, ông anh không có ai đâu, cháu có ai hiểu người nói á. Không cần người nói là lấy tiếng thôi. Mày thiếu á. Mày thiếu á. Lại đang thôi thích kẻ. Con thờ lạy và ngợi khen Chúa thì tô. Vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu của con nghèo. Chẳng thứ 7, Chúa Giêsu gục ngã lần thứ 2. Chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Vì trở nên giống anh chị em mình mọi đàng, Chúa Giêsu đã chấp nhận những giới hạn của con người. Một trong những giới hạn đó chính là sự mệt mỏi của thể xác. Ngài không thể chịu đựng được nữa khi sức lực ngày càng yếu. Dù đã có Simon vác đỡ đằng sau, nhưng Ngài vẫn ngã gục. Các bạn trẻ ngày hôm nay bị vướng rất nhiều vào các tệ nạn xã hội. Trong số đó, người Kitô hữu chiếm tỷ lệ không nhỏ. Đó là một nỗi đau cho giáo hội nói chung và cho các gia đình nói riêng. Dù đã được cải huấn nhiều lần, nhưng nhiều bạn trẻ vẫn không xa rời được con đường đen tối ấy. Nhiều gia đình đã đi đến chỗ buông xuôi. Nhiều bạn đã đi đến chỗ hủy hoại đời mình vì chẳng còn biết thiết sống nữa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con học được bài học chia sẻ đến tận cùng cái yếu đuối của kiếp người khi Chúa ngã lần thứ 2 này, để chúng con biết cảm thông, nâng đỡ và đồng hành với những anh chị em xa đi ngã lại nhiều lần trong con đường lầm lạc. Xin đừng để một ai trong chúng con thất vọng vì hiện tại đen tối của mình, nhưng biết cậy dựa vào Chúa để có thể đứng lên sau nhiều lần vấp ngã. Amen.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Con tha chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nơi đôi xa, Ngài đã trên bàn tay tròn kia, trên với đắng cay, trên với đùa đầy. Cơn đau phiêu, mỗi cuộc phê, tan nhằn. Xin tình yêu Ngài đã đến bỏ tay hồn mình với những tình tin mãi trong hẹp xin. Người đã chết trên nơi hoang vu, sống dân biệt vụ để xin hai chồng lấy đôi vai gầy xa xôi đơn côi về nơi ngoan ngày. Tình yêu đó trong tim con đây mến dậy mà tình tình ta xưa nay vua được ngàn người bao nhiêu trời bay trên dặm nước trong thật đấy. Chàng thứ tám, Chúa Giêsu an ủi các tù nhân. Về này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói, tức anh đàn bà hiếu hoa, người không sinh không đẻ, đẻ không cho bố mớm. Chàng thứ chín, Chúa Giêsu gục ngã lần thứ ba. Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin sàng anh như sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh, để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh. Trước khi bị nộp, Chúa Giêsu đã báo cho Phêrô biết ông sẽ chối Chúa ba lần. Chúa biết điều đó, nhưng không dùng quyền năng để ngăn cản ông. Ngài chỉ cầu nguyện để ông không mất niềm. Ngài để ông ngã trong sự tự phụ của mình, để sau khi trỗi dậy, ông biết cảm thông và nâng đỡ những ai yếu tin và hay ngã lòng. Chúa Giêsu không chỉ cầu nguyện cho Phêrô mà thôi, nhưng Ngài còn cầu nguyện cho tất cả những ai Cha đã ban cho người là chúng ta, và người đã hiến thân vì chúng ta. Cái ngã lần thứ ba này là vì Phêrô, vì các môn đệ và cũng vì chúng ta, để chúng ta được vững vàng trong đức tin và mến. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người trong gia đình chúng con thấu hiểu được nỗi đau mà Chúa đã phải chịu trong lần ngã thứ ba này, để chúng con thêm tin tưởng vào tình thương của Chúa, biết chấp nhận yếu đuối và vấp ngã của mình và của những người thân, để sau này khi trỗi dậy, chúng con biết cảm thông và nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin cũng như đời sống thường ngày. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh Cha cả sáng, thánh Cha chỉ đến, như Cha thể hiện dưới đất của mình, hiến cho thân mình. Tình người gửi đến Chúa tâm thương đi tràn đầy chúng mình. Đường chân thầm xa, Chúa ơi giúp con theo chân Cha lành. Chúng con thờ lấy và ngợi
anh em hãy để thần khí đổi mới tâm trí anh em và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. Trước khi Giê-xu thực sự hiến thân trên thập giá, Ngài đã chịu che thân, Ngài đã để cho người ta lột hết những gì người ta gán cho Ngài. Người ta nghĩ về Ngài, trước mặt họ, Ngài trở nên hình ảnh của Thiên Chúa hữu hình, như Adam và Eva trước khi phạm tội, một con người công chính và thánh thiện. Lạy Chúa, Chúa chấp nhận chịu lột hết áo che thân trước khi hiến thân mình trên thập giá, để biểu lộ một tình yêu cao cả nhất. Xin cho các bà mẹ và các bà vợ trong các gia đình biết mặc lấy tâm tình của Chúa, là luôn cộng tác với ơn Chúa để trở nên thánh thiện và tinh tuyền. Biết làm đẹp con người mình bằng một đời sống nội tâm thầm kín, với đồ trang sức là tính thùy mị hiền hòa, để cùng người bạn đời nên thánh trong ơn gọi hôn nhân của mình. Xin cho các bạn thiếu nữ biết giữ tâm hồn và thân xác trong sạch, hầu phản ánh vẻ đẹp của con Thiên Chúa nơi mình. Amen. Thank you.
con đã quên ân tình biển khơi Chúa luôn mong chờ. Ôi Giêsu, đường tin thánh giá con xin theo Ngài, cùng Ngài con bước xa gì trong Ngài. Ôi Giêsu, đem sức cho con vững tâm hồn lòng, dám ân tình Ngài đã trên cho con. Lạy Chúa, lòng con quyết ăn năn chờ lỗi xưa. Xa lánh đam mê nơi cõi xa hoa phù phiếm lời dạy. Mẹ tạm nhận chữ ghê không sao nhỉ, không sao nhỉ, không sao nhỉ, không sao nhỉ, đã quá hả, tạm nhận kia để sao nhỉ cái này. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Chúa Giêsu đã lớn tiếng kêu oan khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện: Này xin đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Nhưng vì sự vâng phục thẳm sâu, Ngài đã chấp nhận đi đến cái gần cùng của kiếp người. Ôi, dậy anh em ơi, dậy anh em ơi. Chút hơi thở công trình cứu độ mới được.
được hoàn thành. Lạy Chúa, Chúa đã không xuống khỏi thập giá vì những lời thách thức, nhưng đã để cho các môn đệ tháo xác xuống sau khi Ngài đã hoàn tất công trình cha giao. Xin cho chúng con biết để Chúa tháo khỏi mình chúng con những cái đinh của lòng ích kỷ, ghen ghét, thù hận, nóng nảy, tự cao, tự đại, giận hờn, chia rẽ. Xin Chúa thay quả tim chai đá của chúng con bằng một quả tim biết yêu thương. Xin cho chúng con biết giúp nhau tháo bỏ những rào cản ngăn cách giữa người với người, để chúng con ngày càng gắn bó mật thiết với nhau hơn trong tình yêu của Chúa. Amen. Dùng lấy cái chữ đổi phục sinh trước đi, bỏ này lấy nó cái này. Nơi không gian dù sương mù, ngàn mây ơi hãy che khắp trời cao, gánh muôn nỗi khổ đau. Xin cho chúng con
đi chiêm ngắm Chúa nằm yên trong hộp đá. Đồ buôn vững tin vào Chúa ngay cả những lúc gia đình chúng con gặp phải những biến cố tang thương, dường như không thể vượt qua. Xin củng cố đức tin non yếu của chúng con. Xin cho chúng con biết dùng mọi cơ hội và mọi hoàn cảnh để làm cho hạt giống đức tin được nảy mầm, bén rễ sâu vào tận đáy lòng, vui mừng hé nụ cậy trong, nở hoa mến Chúa, đâm bông yêu người. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin cộng đoàn chúng ta tiếp bước cùng tập. Quý thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ,
quý chức và quý cộng đoàn dân Chúa. Thay lời mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ, con xin được bày tỏ một chút tâm tình cảm tạ tri ân. Vâng, sau 3 năm chăn trở với việc trùng tu đời thánh giá, nhờ ơn Chúa, ngày mùng 10 Tết vừa qua, cha quản sứ, cha phó sứ của chúng con đã quyết định với mọi quyền lực bắt đầu khởi công. Người góp công, người góp của, người trong sứ cũng như người ngoài sứ, bằng mọi phương tiện đã nỗ lực chung lưng xây dựng. Và sau hơn 2 tháng, cha con vật lộn với công việc, công trình trùng tu đã tạm ổn định. Có được đời thánh giá như hôm nay, chúng con vẫn hằng biết ơn quý cha nguyên quản sứ, quý ông bà đi trước đã dày công xây dựng và gìn giữ. Tính trình Đức Cha, nhân dịp này chúng con cũng thật thánh diện và vô cùng biết ơn Đức Cha với tầm nhìn rộng lớn và khôn ngoan. Đức Cha đã và đang nâng đỡ giáo xứ chúng con, không những bằng tinh thần mà còn cả bằng vật chất nữa. Đặc biệt, hôm nay Đức Cha đã đến chủ sự và phát thánh giá với chúng con. Sự hiện diện của Đức Cha chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu hôm nay đang vác thánh giá để mang lại ơn phúc cho chúng con. Xin Đức Cha nhận nơi chúng con lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ. Mặc dù với trăm công ngàn việc và đường xá xa xôi, đã hy sinh về đây cùng chúng con tưởng niệm chặng đường khổ giá của Chúa Giêsu để cầu phúc cho chúng con cũng như mọi người. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý chức, quý ông bà, anh chị em, các giáo xứ đã đến hiệp thông chặng đường thánh giá hôm nay. Chúng ta cùng nhau thông phần đau khổ với Chúa hôm nay để được vinh quang với Ngài mai sau. Đặc biệt, chúng tôi xin trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn quý ân nhân xa gần đã đồng lòng với đội Chúa để không những cho hôm nay mà còn mãi ngày sau, không những cho giáo xứ này mà còn cho tất cả những người con Chúa ở mọi nơi, cha, quý tu sĩ và mọi người, để chúng ta cùng vui hưởng ân sủng nơi Chúa phục sinh. Xin cảm ơn. Và khi bước vào một tuần sáng, chúng ta hiểu đây là thời gian cao điểm mà người Kitô hữu mong muốn kết hợp mật thiết với thầy của mình, đặc biệt là kết hợp với những giây phút đau khổ của Chúa Giêsu. Và vì thế, từ chiều thứ năm ăn chén cũng cảm nhận được một điều này: những cái kinh nghiệm mà chúng ta cùng chia sẻ với Chúa Giêsu khi chúng ta suy niệm về con đường khổ nạn của Ngài, đặc biệt là chúng ta một bài học quý giá trong đời sống của mình. Cái bài học mà tôi rút ra từ cái việc đi đường thánh giá đó là khi chúng ta cùng đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường khổ giá, chúng ta chia sẻ những ưu tư với Ngài, thì dẫu chúng ta là ai, là giám mục, là linh mục, là tu sĩ hay người giáo dân, chúng ta hiểu nếu chúng ta để Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện trong đời sống của mình, chúng ta cùng với Ngài nhận định, cùng với Ngài đi đến những quyết định và cùng với Ngài hành động, chắc chắn những quyết định đó sẽ đem lại niềm hạnh phúc cho chúng ta cũng như cho những người khác. Cái điểm thứ hai là có kinh nghiệm của những nhân vật mà chúng ta thấy nổi bật ở trong chặng đường Phật giáo của Chúa Giêsu, những cái gương về sự bất lạc như là Giuđa, như là Phêrô, như là các môn đồ khác, thì chúng ta hiểu được một điều, đó là cái nỗi sợ hãi hoặc lòng ham muốn hoặc là những cái ước mơ ích kỷ nó chi phối con người và nó rất mạnh mẽ vào một thời điểm nào đó. Nhưng những ước mơ ích kỷ đó,
những cám dỗ đó sẽ qua đi. Và rồi cái người yêu mến Chúa sẽ nhận ra được cái điều chính mình cần phải làm là phải làm gì. Ông ta đã hối hận. Và Phêrô sau ba lần chối Chúa đã nhìn thấy ánh mắt của Thầy nhìn mình. Ông đã ra ngoài ăn năn không lo. Và khi ông nâng đỡ để ông ta ăn năn hoán cải và nhờ mà Phêrô đã gặp gỡ Chúa Giêsu. Tôi đặt vấn đề, nếu mà Giuđa sau khi nhận ra cái việc làm mình là sai trái, đã biết hối hận mà anh ta biết chạy đến với mẹ Maria để xin mẹ hướng dẫn, hoặc là Giuđa chạy đến với các tông đồ khác để tham vấn ý kiến của những người anh em mình, tôi đã lỡ làm như thế thì bây giờ tôi phải làm gì? Chúng ta hiểu rằng trong đời sống của người Kitô hữu, mẹ và giáo hội luôn luôn đồng hành với chúng ta trên con đường theo Chúa Giêsu. Và vì thế mình đừng chọn lấy cho mình những quyết định quan trọng một riêng mình, nhưng hãy tham khảo ý kiến với mẹ, với những người đồng hành trong giáo hội. Ghê hơn, nó chật hơn, khiến chúng ta chen lấn nhau nhiều hơn. Còn năm nay cái con đường đi được rộng rãi thênh thang và cái quang cảnh bên ngoài nó làm cho chúng ta cảm thấy nó mát mẻ hơn. Từng người tham dự vào cái buổi đi chặt đàn thánh giá hôm nay, mỗi người đều hiểu rằng tôi đến đây với một ý thức là để cùng với Chúa Giêsu, cùng với tất cả anh chị em tôi để đi lại con đường mà Thầy mình đã đi. Và cái thứ hai là để có được một nơi cho anh chị em tín hữu đến đi đàn thánh giá một cách có ý nghĩa và thoải mái, thì bằng cho tất cả anh chị em và đặc biệt ban niềm vui phục sinh trong tâm hồn tất